nói em cần đôi tay, ôm lấy em và dắt em đến những chốn yêu xa ngàn mây. Hôm nay tạm ngưng hết những âu lo thường ngày, chỉ cần em ngồi sau cùng anh ta đi đến đâu cũng được. Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong, chẳng ôm được thế giới, liệu em có yêu không? Vì anh ôm được mỗi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu. Có em thật ấm áp như một bài hát anh phiêu. Mình giữ nhau thật chặt nhé, nếu đi ta cùng đi. Mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí. Giờ gió đông lạnh giá lắm, cứ yên tâm còn anh và nắng vàng cùng sưởi ấm để em cảm thấy yêu thương nhiều hơn. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo. Chẳng hứa xua được mây sống tốt hơn bao điều. sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng, yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay, đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày
ngày lành trong tháng, chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì gần ngày chi một hai ba vô hết ly. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó. Tài gái sắc đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì gần ngày chi một hai ba vô hết luôn. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Ví dầu cầu vàng mà đóng đinh, anh sẽ đưa em đi về Vinh, anh hứa yêu em mãi chung tình. Mãi chung tình. Cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em nhiều đi. Ô dù qua xa từ đây hết ê. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó có anh lo. Không mong cao sang, chỉ mong ngày kết duyên cao trầu. Mong cho mai sau ta luôn bên nhau, nghĩa vợ chồng sắc son bền lâu. Từng ngày em ngóng trông, trông ngóng đến ngày em về làm dâu má anh. Đừng buồn, đừng rầu, đừng lo, có em đây mà em hiền. Ba em khó anh có chi lo. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Ba em quay anh rồi em không lấy anh em làm sao. Anh là trai biết nhường, em là dâu hiền ngoan. Hai ta sống bên nhau quên hết bao muôn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương. Là em nói nghe nè, em thương anh lắm đó mình ơi. Cưới hồng, chốt nha, yêu đương cho lắm rồi cũng chia tay à. Đã là duyên thôi mình sẽ cái phận, bên nhau tuổi trẻ đến già không hối hận. Anh yêu em ba chưa dễ ẹp, ai nói mà không được như anh nè. Lấy anh hôn chầu cao anh đưa tới dạm hỏi em về rồi chọn ngày lành. Xe hoa váy cưới dọn dẹp cửa nhà đón mừng cô dâu mới, nào là rượu hồng, này là nhẫn cưới, gói gọn tình mình chân thành tuổi đôi mươi. Cầm tấm thiệp hồng xe duyên kết lối, tên chúng mình có cả ngày thành đôi. Tổng cưới hoa vàng ngập tràn cho ngày cưới, chỉ chờ anh rước nàng từ Sài Thành về nhà rồi. Rộn ràng ngày thành hôn của đôi ta, cô chú bác gì sau ngày hôm nay có thêm cháu dâu luôn nha. Chần chờ làm gì chồng ơi, tới luôn anh cứ chơi hết mình, xịn quá thì có em lò. Đám cưới tưng bừng ngập tràn làng trên sông dưới vui mừng. Ba má hai bên nâng ly chúc nhau vui hòa chung. Về là về bên anh, băng qua cánh đồng xanh, đồng xanh chấm chứa tình em trọn một đời dành cho anh mới. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Mà em
tình lắm, thiệt tình lắm. Thương thì nói là thương, là thương. Là em nói nghe này, em thương anh lắm lo mình ơi. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Mà em quay anh rồi em không lấy anh em làm sao. Anh là trai đi thường, em là dâu hiền ngoan. Hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương. Là em nói nghe nè, em thương anh lắm đó mình ơi. Rằng anh yêu em nhiều không, anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Gặp nhau chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa. Giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Rộng hơn cả đất, xinh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ
dãi mong chờ ngày hôm nay đến rồi. Lúc em thức dậy lòng bỗng thấy xôn xao. Ngày hôm nay ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa đời anh. Tiếng chuông ngân lên giờ thiêng liêng đến rồi, mắt em long lanh giọt nước mắt khẽ rơi. Niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rồi, nụ hôn ấm nồng đặt lên khóe môi. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc bình an. Chán, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhớ. Phút giây mong chờ ngày hôm nay đến rồi. Lúc anh thức dậy lòng bỗng thấy xôn xao. Ngày hôm nay ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa của anh. Tiếng chuông ngân lên giờ thiêng liêng đến rồi, mắt em long lanh giọt nước mắt khẽ rơi. Niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rơi, nụ hôn ấm nồng đặt lên khóe môi. I found a love for me, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. This time
Look into your eyes,
Follow me, I'll follow you. We will pursue everything together, do. Tests and trials, love renew. Yeah, we've made it. We've always been proven true. We've always been proven true. Still the one that tries to steal our hope, tries to make us numb, but our love has overcome. And you, my dear, you are my prize. When I look into your eyes, love overflow, I'm never letting go.
chào mừng và hân hoan chào đón quan viên hay họ cùng toàn thể quý vị khách quý đã đến tham dự hạnh phúc trăm năm của đôi uyên ương Tuấn Đạt và Minh Tuyền ngày hôm nay. Và lời đầu tiên thì cho phép MC Nắng Mai sẽ được thay lời cho hai gia đình, thay lời cho nhà hàng Hai Hùng, chuyên tổ chức sự kiện âm thanh ánh sáng Đặng Sĩ cũng như tất cả những người làm chương trình. Xin được gửi tới hai họ cùng toàn thể quý vị khách quý thân thương của hai gia đình lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Vâng, kính thưa toàn thể hôn trường cưới thân mến, khi nói đến tình yêu là người ta luôn nghĩ đến những điều tuyệt vời và kỳ diệu nhất trên thế gian này. Tình yêu được ví như những điệu nhạc, như những vần thơ và như những trái chín trên cây đầy màu sắc. Song tình yêu còn là một thế giới mênh mông mà đến tuổi thanh xuân mỗi chúng ta đều khát khao tìm kiếm. Cũng giống như nhà thơ Xuân Diệu đã nói, làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một người nào. Vâng, và trong hành trình tìm kiếm yêu thương ấy thì tình yêu đã kết nối đôi con tim, đôi tâm hồn của đôi uyên ương Tuấn Đạt và Minh Tuyền lại bên nhau. Và hai chữ duyên phận đã chính thức gắn kết cuộc đời của họ được bên nhau mãi mãi. Và ngày lành tháng tốt hôm nay được sự chấp thuận của chính quyền địa phương, được sự tác hợp của hai bên gia đình, hôn lễ của đôi uyên ương đã được hai gia đình long trọng tổ chức trước sự tham dự và chúc mừng của toàn thể quý vị. Vâng, và giờ đây thì không để quý vị phải chờ đợi lâu thêm nữa, xin mời quý vị hãy cùng hướng mắt ra phía cổng hôn trường của chúng tôi để cùng chào đón hai nhân vật đẹp nhất, tuyệt vời nhất trong ngày vui hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón chú rể Tuấn Đạt và cô dâu Minh Tuyền, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị đang chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời khi chiếc xe tình yêu mang biển số hạnh phúc của đôi uyên ương Tuấn Đạt và Minh Tuyền của chúng ta, họ đang tay trong tay, hai kề vai để cùng dìu nhau tiến lên lễ đài cho ngày đăng quang hạnh phúc. Kính thưa toàn thể hoan trường cưới thân mến, hiện diện trên đài hoa hạnh phúc của chúng ta ngay lúc này đây là đôi nương Tuấn Đạt Minh Tuyền với nét mặt rất là rạng người hạnh phúc bởi vì họ đã tìm được một nửa yêu thương của cuộc đời mình. Và giờ đây trước sự tham dự và chúc phúc của toàn thể quý vị, xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật dài, thật nồng nhiệt để chúc cho đôi nương được trăm năm hạnh phúc ạ. À, vâng, và kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, đằng sau sự trưởng thành và hạnh phúc của các con là có biết bao nhiêu sự hy sinh vất vả của những đấng sinh thành. Chính vì vậy mà trong ngày vui trọng đại của đôi uyên ương ngày hôm nay không thể thiếu được sự hiện diện của hai bên cha mẹ. Và ngay sau đây thì ban tổ chức chúng tôi sẽ được tôn vinh và trân trọng kính giới thiệu. Về phía họ nhà trai xin được kính giới thiệu ông Nguyễn Chí Minh và bà Nguyễn Thị Loan là song thân của chú rể Tuấn Đạt, thưa quý vị. Ông Khư Văn Sáu và bà Nguyễn Thị Cà Phê là song thân của cô dâu xinh đẹp Thanh Tuyền, xin hôn trường một tràng pháo tay thật dài, thật nồng nhiệt ạ. Vâng, và kính thưa quý vị, từ xa xưa thì ông bà ta cũng đã có câu rằng sang sông thì phải có đò, mà con đi lấy chồng lấy vợ thì cũng phải có đôi câu dặn dò. Chính vì vậy mà trong hôn lễ của chúng ta ngày hôm nay không thể thiếu được vị đại diện cũng là vị chủ hôn của hai gia đình. Ngay sau đây thì xin được kính mời bác Lựu là đại diện của họ nhà trai và đồng thời cũng sẽ đại diện cho hai họ tiến lên sân lễ để ra mắt cùng toàn thể quý vị cũng như thực hiện những nghi lễ ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ạ. Toàn thể hôn trường cưới thân mến, trong giây phút long trọng và tuyệt vời này đây, trước sự tham dự và chúc phúc của toàn thể quý vị, xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật dài, thật nồng nhiệt để buổi lễ tân hôn của Tuấn Đạt và Minh Tuyền xin được phép bắt đầu. Cảm ơn những chàng pháo hoa rực rỡ của nhà hàng Hai Hùng đã gửi tặng đến cho đôi uyên ương của chúng ta để thay cho lời chúc, chúc cho đôi uyên ương được trăm năm hạnh phúc và cũng lan tỏa hạnh phúc, lan tỏa yêu thương. Kính gửi lời kính chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc nhất đến toàn thể quý vị khách quý bằng sự hôn lễ trong ngày vui hôm nay. Vâng, và kính thưa quý vị, sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị là niềm vui, là niềm hạnh phúc vô cùng tuyệt vời đối với đôi uyên ương cũng như đối với hai gia đình. Và giờ đây thì để đáp lại tấm chân tình của toàn thể quý vị, thì đại diện họ nhà trai đồng thời cũng sẽ đại diện cho hai họ có đôi lời tri ân để gửi tới toàn thể hôn trường cưới. Kính thưa hai họ, kính thưa bạn bè thân thích của hai gia đình và hai cháu, qua thời gian tìm hiểu của hai cháu, được sự đồng ý của hai gia đình
chính quyền địa phương cho phép hai cháu làm lễ thành hôn. Tôi xin đại diện cho hai họ xin chân thành cảm ơn hiện diện của họ nhà gái, xin chân thành cảm ơn quý khách của hai gia đình cùng như của hai cháu đã bớt chút thời gian và ngọc về dự lễ thành hôn của hai cháu. Cuối cùng tôi xin chúc quý vị một buổi tiệc ngon men, xin chân thành cảm ơn. Là bởi vì đại diện của hai họ đã vừa gửi đến hôn trường cưới của chúng ta. Xin cảm ơn bác đại diện rất là nhiều. Và giờ đây thì con xin được mời bác đại diện hãy bước tới phía giữa của lễ đài để nhiếp ảnh gia của chúng ta sẽ lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời này trước khi trở về an toàn nơi bàn tiệc. Kính chúc bác luôn luôn dồi dào sức khỏe. Kính thưa quý vị đang chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời khi đôi uyên ương của chúng ta họ đang tay trong tay để cùng sắp lên trên tháp ly những giọt rượu ngọt ngào và nồng ấm như những giọt mật của tình yêu đang dâng trào trong trái tim của đôi bạn trẻ. Và chỉ vài ít phút nữa thôi thì tất cả chúng ta sẽ được đắm đầy, sẽ cùng cạn ly để chúc cho đôi uyên ương được trăm năm hạnh phúc. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Và 9 tháng kêu mang, mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy, cha che chở đời con. Và ngày vui, ngày hạnh phúc của chúng con hôm nay, chúng con sẽ được kính dâng lên cha mẹ hai bên ly xỉu hiếu để cảm ơn cha mẹ đã sinh ra chúng con trên cuộc đời này và vun đắp cho chúng con có được hạnh phúc tuyệt vời như ngày hôm nay. Vâng, và kính thưa quý vị, trong giây phút tuyệt vời này đây thì xin mời quý vị hãy cùng hòa với niềm vui chung của hai gia đình bằng cách rót thật ở đây và rót thật là cao những chiếc ly của quý vị lên ạ. Những chiếc ly của quý vị đâu ạ? Ai uống gì thì mình dâng cái đấy ạ. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến 1, 2, 3 và cho thật lớn cùng hai gia đình được không ạ? 1, 2, 3, yo! Vâng, xin cảm ơn hai bên gia đình một lần nữa. Thì xin cảm ơn những tình cảm yêu thương của tất cả quý vị đã dành cho hai gia đình cũng như dành cho tất cả những người làm chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Vâng, để kết tình dòng ra kéo sơn gắn võ ngay từ ngày hôm nay. Rồi con ra xin kính mời hai ba bước xuống phía dưới ạ. Xin kính mời hai mẹ hãy bước tới phía dưới. Hai dành cho nhau một cái bắt tay và một chiếc ôm thắm thiết ạ. Và từ nay thì hai người mẹ sẽ có thêm mỗi gia đình một người con mới, một niềm vui, một niềm hạnh phúc rất là tuyệt vời. Xin kính mời hai mẹ. Mẹ nói mấy câu chia sẻ đi mẹ. Hôm nay mẹ gửi con gái cưng của mẹ cho mẹ Đạt. Ôi, vậy là cách đây hai mấy năm về trước thì bằng tình yêu chân thành mà ba mẹ dành cho nhau thì đã cho ra đời một viên ngọc vô cùng quý giá. Đó chính là cô con gái út rất là đáng yêu của gia đình. Và ngày hôm nay thì trao trọn cái tình yêu thương này cho chàng trai. Thì không biết là chàng trai có cảm xúc gì không nhờ, cho chị xin lấy cảm xúc nào. Dạ, con thì cũng cảm ơn cha mẹ hai bên đã tạo điều kiện cho hai con cũng tạo nên duyên vợ chồng, cũng cảm ơn. Và rất là tuyệt vời, và trường có thể dành cho hai gia đình một tràng tay thật lớn được không ạ? Vâng, xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin được cảm ơn hai mẹ, hai người phụ nữ vĩ đại nhất trên cuộc đời này. Và xin được cảm ơn đôi bên ương. Và giờ đây thì xin được mời hai em hãy tiến tới phía trước. Và Diệu Hiếu thì đã sắp cha, Diệu Thảo sắp mẹ. Còn ngay giờ đây là đôi ta Diệu Tình. Xin được mời cô dâu chú rể hãy cùng quay mặt vào nhau nào. Cùng lồng tay để uống cạn ly rượu ra bộ hạnh phúc của mình. Vâng, xin được mời cô dâu chú rể. Rất là tuyệt vời và ngọt ngào đúng không thưa quý vị? Và nếu thực phần nghi lễ thì xin được mời hai em hãy tiến tới thắp bánh cưới hạnh phúc có hương vị ngọt ngào và cũng như một sợi dây tơ hồng xuyên suốt để gắn kết tình yêu nam nữ được bền chặt mãi mãi. Và rất là cảm ơn nhà hàng Ngày Hùng ngày hôm nay đã gửi tặng đến cho cô dâu chú rể món quà tuyệt vời này để thay cho lời chúc, chúc cho đôi uyên ương được trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Vâng, đúng là bánh này bánh nghĩa bánh tình, thủy chung son sắt như mình với ta. Và bánh này cũng đã được cắt ra sáng như trăng sáng giữa Tuấn Đạt và Minh Tuyền. Thưa quý vị, yêu một cô dâu rất là xinh đẹp đáng yêu thế này thì chú sẽ đã hôn cô dâu bao giờ chưa? Dạ chưa. Chưa, thưa quý vị, một tình yêu thuần khiết
một tình yêu được sự giáo dục rất là nghiêm khắc cho đến ngày hôm thần cái đêm nay động phòng không được cái gọi MC tới hỗ trợ tiếp. Vâng, vài phút giải trí thì cho cô giáo chú rể của chúng ta bớt căng thẳng. Ngay sau đây thì xin được mời hai em hãy cùng quay mặt vào nhau nào. Quay mặt vào nhau, tay của chú rể đặt nhẹ vào eo của cô dâu chất chị. Tay cô dâu đặt nhẹ trên vai của chú rể nào. Và cho chị cầm bó hoa cho hồn cắn bó hoa sợ cô. Rồi đặt nhẹ lên tay lên vai của chú rể chất chị. Và sau đây là quy định của nụ hôn, sẵn sàng nha. Khi hôn cơ thể thả lỏng, mắt nhắm liêm diêm để tránh mở mắt nhìn trực trừng vào mặt đối phương sẽ gây mất cảm xúc. Và giờ đây nụ hôn xin được phép bắt đầu. 5, 4, 3. Ủa thôi rồi. 5 giây ăn nhá. Đó, xin được cảm ơn sự hợp tác của cô dâu chú rể và xin được cảm ơn những tình cảm yêu thương của toàn thể quý vị. À vâng, và kính thưa quý vị, phần nghi lễ trên lễ đài cũng đã tạm khép lại. Đôi môi thắm nồng mà em ưng hồng, em chưa lấy chồng thì về anh trông. Anh chưa có ai, tương lai rộng dài, nếu em không ngại thì để ngày mai anh qua thưa ba má em cho mình làm quen. Biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui, có em là nhất rồi. Thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu lắm kẻ gièm pha. Ôi à à à, hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu, sợ ta lỡ mất duyên chung một nhà. Hai bên gia đình, hai bên gia đình cũng rất ân tình, cũng rất ân tình, cho nên đôi mình chẳng thể linh tinh. Em ơi em à, anh nghĩ chúng ta sẽ để hai nhà bàn chuyện thông ra. Anh qua thưa ba má em cho mình mà em biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui, có em là nhất rồi. Thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu làm kẻ gièm pha. Thank you.